Series Skin Test và tìm ra bản dupe trong hơn 100 loại kem chống nắng khác nhau đến từ các nước để giúp bạn không chỉ tiết kiệm thời gian, tiền bạc mà biết đâu còn tìm được kem chống nắng chân ái của cuộc đời. Tập 1 sẽ là hai em kem chống nắng nâng tông Hàn Quốc giống nhau như hai chị em sinh đôi khác trứng, Relab và Skin 1004 Tone Up. Đều là vật lý lai với hóa học, sở hữu 4 màng lọc và chỉ số chống nắng kiểm định giống nhau đến kỳ lạ, đều chống được ánh sáng xanh. Ngay cả bản thành phần cũng có quá nhiều điểm tương đồng, không cồn, không hương liệu, còn lại thì chia làm các nhóm là dưỡng sáng và chống oxy hóa. Chưa hết, kết cấu giống nhau y hệt, dạng kem lỏng dễ tán và có màu hồng. Lên da trinh nó cũng không khác gì luôn, đều nâng tông trắng đẹp, không bị xuống tông. Skin 1004 thì tán hơi lâu và dễ đọng vào da chết hơn. Cả hai đều không kiềm dầu nhưng mà nhẹ mặt, không cay mắt, bám tốt nhưng dễ trôi, nhất là Relab. Chỉ không hợp cho da chảo dầu, ngâm đen và treat mạnh mạnh thôi. Còn lại xài cái nào cũng vậy. Giá cũng ngang ngửa, hơn 300 cành cho 50ml. Cho nên kết luận là chọn cái nào cũng như kẻ tám lạng người 800g. Cái ruột gần như y hệt. Chỉ có cái vỏ thì bạn nào nếu thích nhỏ gọn thì chọn Relab, thích vòi pump, vệ sinh thì Skin 104 nha. Mở hàng cặp đầu tiên không ngờ vô tình nhưng mà mình chọn giống chính xác đến như vậy. Tập tiếp theo sẽ là cặp nào đây?